Vâng, xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh ô tô cũ của Lợi. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị em chiếc xe Mitsubishi Triton số tự động máy dầu sản xuất năm 2016, tên tư nhân một chủ từ đầu. Xe màu xám lông chuột. Chiếc xe này máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090 hoặc qua địa chỉ 36 Tô Hiểu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để được xem xe. Xe này của em là đi chưa hết một dàn lốp, vẫn là lốp 216 các bác nhé. Đát lốp theo xe đang còn dày bịch. Đây, lốp 216 còn rất dày. Toàn bộ lốp 216 hết. Đát lốp rất dày. Xe đi trong thành phố nên là gầm không hề có một chút dí mọt gì. Sắt xi rất đẹp. Nội thất vô lăng đẹp các bác nhé. Xe bên em cam đoan 100% là không tai nạn ngập nước. Bao test toàn quốc, các bác có thể kiểm tra bất kỳ hãng nào hoặc có thể nhờ thợ đến xem. Về chất lượng xe, bên em cam đoan về chất lượng là xe đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng là phải đảm bảo cho anh chị em. Vô lăng củ số rất đẹp, ốc hầu như còn zin, ốc cánh cửa còn zin này, nế nguyên theo xe. Về chiếc xe tự động hai cầu này thì đi khá hay. Xe này là xe gia đình đi. Lớp thùng hầu như không chở hàng nên là rất chi là mới các bác nhé. Lốp gầm cực kỳ đẹp. Và lớp socu treo rất đẹp các bác nhé. Về gầm cực kỳ đẹp. Chiếc xe này bên em đang bán với giá hơn 400. Sau đây em xin quay về phần máy cho anh chị em xem. Về phần gầm thì cái bàn phanh và bàn đạp ga rất chi là ít, rất chi là đẹp, không hề có mòn. Đây là phần máy và số. Về máy của xe thì hầu như còn sơn màu đánh dấu của nhà máy sản xuất Mitsubishi. Ốc cabo các thứ là còn zin, chưa một dấu cà lê, chỉ cabo zin. Ốc máy và rất là sáng khô các bác nhé. Chiếc xe này là tên tư nhân một chủ từ đầu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Các
các bác đăng ký kênh xem video, nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông theo dõi. Bên em chuyên về các dòng xe bán tải pick up. Các bác đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em. Bên em toàn nhập những xe bán tải đạt tiêu chuẩn là xe đẹp.